Thông tin tiếp theo cũng liên quan đến lĩnh vực du lịch. Theo Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google cho thấy, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam đang tăng trưởng khoảng 50% đến 75%, mức tăng cao thứ tư thế giới. Sau khi mở cửa hoàn toàn từ ngày 15 tháng 3, chỉ số này của Việt Nam đã liên tục duy trì mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới, cho thấy tốc độ phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch nước nhà. Các điểm đến của Việt Nam được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Huế và Quy Nhơn. Trong năm tháng qua, khách du lịch nội địa đạt khoảng 48,6 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch 5 tháng đầu năm ước đạt 211.000 tỷ đồng.